Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với kênh tư vấn chuyên sâu về nội tiết và tiểu đường. Tôi là bác sĩ Trần Văn Lượng, chuyên khoa nội tiết và tiểu đường. Trong quá trình khám bệnh cho bệnh nhân tiểu đường, một trong những cái câu hỏi mà bệnh nhân quan tâm nhất là ăn uống như thế nào, ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Do đó thì hôm nay tôi xin làm cái clip này để trao đổi với quý cô bác và anh chị về cái vấn đề ăn uống của bệnh nhân tiểu đường và đặc biệt là ăn trái cây như thế nào cho hợp lý. Nội dung trình bày của tôi hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mình nói về cái lợi ích của cái việc ăn trái cây. Cái phần thứ hai mình sẽ nói về các cái nguyên tắc khi mình lựa chọn trái cây cho bệnh nhân tiểu đường. Và phần thứ ba mình sẽ nói về giới thiệu một cái số loại trái cây trong cái thực tế mà bệnh nhân tiểu đường có thể là lựa chọn để mình ăn uống cho nó hợp lý. Phần đầu tiên tôi xin trình bày đó là mình trình bày về cái lợi ích của cái việc ăn trái cây. Thì như quý cô bác và anh chị đều biết á, thì hiện tại thì coi như người ta khuyến khích ăn những cái trái cây rất là nhiều. Thì trái cây thì nó có rất là nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất là nó sẽ cung cấp cho mình các cái vitamin. Thì trái cây thì tùy loại, nhưng mà nhiều loại trái cây thì nó cung cấp đầy đủ các cái loại vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C rất là đầy đủ. Cái thứ hai nữa là cung cấp cho mình các cái khoáng chất, ví dụ như là canxi, sắt, kẽm, đồng, magie v.v. Những cái khoáng chất và những cái vitamin này rất cần thiết cho cái quá trình trao đổi chất và hoạt động tốt của cái cơ thể. Tiếp theo là trái cây cung cấp cho chúng ta là các cái chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu thì cho thấy rằng là các chất chống oxy hóa có thể làm cho cái quá trình lão hóa của cơ thể là diễn ra chậm hơn, làm cho chúng ta trẻ trung lâu hơn và ngăn ngừa được cái tình trạng bệnh lý. Tiếp theo nữa là trái cây sẽ cung cấp cho mình cái chất xơ. Đây là một cái chất rất là quan trọng trong cái cơ thể của mình. Chất xơ sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa, nó điều hòa cái nhu động của tiêu hóa, do đó cái giúp cho cái việc đi cầu nó tốt hơn. Những cái bệnh nhân tiểu đường thường là những cái bệnh nhân lớn tuổi, do đó thì thường là sẽ bị bón. Khi mình ăn nhiều cái trái cây á, sẽ cung cấp chất xơ, do đó sẽ đi cầu rất là tốt. Ngoài ra chất xơ nó còn giúp cho cái ổn định được cái đường huyết. Nếu như mà mình ăn cái trái cây mà có nhiều cái chất xơ á, thì cái đường huyết mình nó sẽ không có tăng lên cái đột ngột, mà nó sẽ tăng lên từ từ. Thì như vậy là nó sẽ giúp ổn định đường huyết tốt hơn. Thì chất xơ trong trái cây thì nó có ở trong cái phần vỏ của trái cây và cả cái phần thịt của trái cây. Do đó mình muốn hấp thu được cái chất xơ, muốn có đưa vào cái chất xơ trong người, thì mình phải ăn những cái thành phần đó, tức là ăn cái vỏ ở những cái trái cây có thể ăn được phần vỏ, ăn cái phần thịt ở những cái trái cây có ăn được phần thịt. Đấy, thì như vậy nó mới có chất xơ. Chứ nếu mà chúng ta ép ra, chúng ta chỉ lấy cái nước ép mà chúng ta uống á, thì hoàn toàn không có chất xơ, lúc đó chất xơ bị loại bỏ hết rồi. Ngoài cái thành phần vi lượng và chất xơ như tôi vừa trình bày á, trái cây nó còn cung cấp các cái thành phần đại lượng, tức là đường, đạm và mỡ. Về thành phần mà đạm và mỡ thì thường trái cây nó cung cấp ít thôi, ngoại trừ một số trái như là trái bơ á, nó cung cấp nhiều cái axit béo không no một nối đôi thì rất là tốt, cái thành phần mỡ rất là tốt. Còn thì cái đa số trái cây thì cung cấp mỡ không có nhiều, mà chủ yếu là nó cung cấp cái thành phần đường. Thì trong đó thì nó có cái đường glucose, đường fructose và đường saccharose. Như tôi vừa trình bày á, trái cây nó có rất là nhiều cái lợi ích. Thì do đó thì coi như một số bệnh nhân á, cứ tưởng rằng là mình cứ ăn trái cây là càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên mình thấy rằng là trái cây nó có cái đường ở trong đó. Thực sự là mình ăn vào mình thấy nó ngọt, chứng tỏ nó có đường. Thì do đó khi mà nó có đường á, thì mình ăn đường vào á, thì nó sẽ làm tăng cái đường huyết của cơ thể mình lên. Do đó thì đối với bệnh nhân tiểu đường á, nếu mình ăn nhiều trái cây thực sự nó cũng không có tốt và nó có thể làm tăng cái đường huyết của mình. Vừa rồi là mình đã trình bày xong về cái lợi ích của cái việc ăn trái cây. Bây giờ là mình sẽ nói về cái việc mình lựa chọn cái trái cây nào nó phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Thì ở đây mình chỉ nói là mình đánh giá về cái hiệu quả ảnh hưởng của cái trái cây lên cái đường huyết thôi nha. Về những cái khác thì mình không có dám nói tới. Thì có những cái loại trái cây á, khi mà ăn vào nó làm cho đường mình tăng rất là nhanh. Có những loại khác thì mình ăn vào thì nó tăng vừa vừa thôi. Thì nó có một cái chỉ số, người ta gọi là cái chỉ số đường huyết, để mình biết cái trái cây nào ăn vào nó sẽ tăng nhanh.
và trái cây nào ăn vào nó sẽ tăng vừa vừa. Thì mình biết rằng khi mà ăn trái cây vào mà nó tăng nhanh quá đó, thì hiển nhiên đối với người tiểu đường là nó không có tốt. Do đó thì những cái trái cây đó thì mình nên hạn chế. Mình nên lựa chọn những cái trái cây mà ăn vào thì đường nó tăng vừa vừa, tăng chậm chậm thôi. Thì như vậy nó sẽ phù hợp cho cái bệnh nhân tiểu đường. Những cái trái cây làm tăng đường huyết ít mà rất là phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường như là bưởi, cam, thanh long, bơ, ổi, lê, táo và chuối. Đây là những cái trái cây rất là phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Những trái cây làm tăng cái đường huyết nhiều sau ăn mà người tiểu đường nên tránh, ví dụ như xoài cát chín, vải, nhãn lồng, sầu riêng. Cái nguyên tắc thứ hai đó thì mình nên ăn các cái loại trái cây nó đa dạng và phong phú. Thì mình biết là mỗi cái trái cây nó có một cái loại vitamin và khoáng chất riêng. Do đó thì coi như là mình nên phối hợp nhiều cái loại trái cây. Mình đừng có nên là cứ ăn một loại trái cây hoài, như vậy nó cũng không có tốt. Ảnh hưởng của cái trái cây lên đường huyết á, nó còn phụ thuộc vào cái cách mình ăn uống. Theo cái khuyến cáo thì mình nên ăn nguyên cả trái tươi. Ví dụ như mình mua táo về thì mình ăn nguyên cả trái, cả vỏ. Tại vì cái thành phần mà coi như là cái chất xơ á, nó sẽ có nhiều ở trong cái phần vỏ và phần thịt của cái trái táo. Hoặc là mình ăn bưởi hoặc ăn cam thì mình nên ăn nguyên cả cái tép, vì chất xơ nó có ở trong cái tép. Chứ nếu mình làm cái nước ép ra thì nó không có cái thành phần chất xơ trong cái nước ép đó. Những cái cách chế biến khác, giả sử như mình làm trái cây dầm hoặc là coi như là mình ăn trái cây khô, nó cũng không có tốt. Ví dụ như trái cây dầm thì tôi gặp một cái bệnh nhân thì họ nói là họ ăn bơ thôi. Tuy nhiên là khi mà mình hỏi ra thì người ta nói là coi như là dầm bơ với lại cái sữa đặc có đường. Thì do đó khi mà mình thấy rằng là cái đường nó tăng rất là cao do cái cách chế biến của mình đó, khi mình dầm với cái sữa đặc như vậy đó, thì hiển nhiên là khi mà mình ăn vào thì nó sẽ làm tăng cái đường huyết. Tương tự như vậy là nếu mà trái cây khô đó, nó sẽ làm cô đặc lại và nó làm cái nồng độ đường trong trái cây đó, nó tăng lên. Do đó khi mình ăn vào đó, nó cũng dễ làm tăng cái đường huyết hơn so với lại ăn trái cây tươi. Nói về cái thời điểm ăn trái cây đó, thì theo cái ý kiến của cái Hiệp hội Tiểu đường của Mỹ đó, thì mình có thể ăn trái cây cùng với cái bữa ăn chính, hoặc là mình có thể là ăn cách xa bữa chính 2 giờ đồng hồ cũng được, tùy theo cái đặc điểm văn hóa và cái sở thích và cái điều kiện của bệnh nhân. Trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày á, trong cái việc khám chữa bệnh hàng ngày á, tôi thấy rằng là bệnh nhân nên ăn chung với cái bữa ăn chính, thì như vậy thì nó sẽ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Một số bệnh nhân thì ăn sau cái bữa ăn chính 2 giờ á, thì tôi thấy thường là bệnh nhân ăn trái cây nhiều hơn so với cái mức được khuyến cáo và cái đường nó khó kiểm soát hơn. Về cái số lượng trái cây mà mình nên ăn á, thì tùy theo cái thể trạng của mình, tùy theo cái cân nặng của mình và cái mức độ làm việc mà mình có thể ăn cái số lượng trái cây nhiều hay hoặc là ít. Thì một cái người như bình thường như tôi, cái công việc là vừa phải, cân nặng khoảng 60kg, thì mình ăn khoảng tầm là 2 cử trái cây một ngày là hợp lý. Thì các cái bệnh nhân khác nhau thì mình có thể tham vấn cái ý kiến của bác sĩ về cái số lượng trái cây của mình nên ăn. Nhưng mà thường thì khoảng 2 lần một ngày là hợp lý. Thì để mà ước lượng cái lượng trái cây mà mình ăn trong một lần ăn á, thì phải tùy theo cái loại trái cây. Nếu mà trái cây mà nó ngọt nhiều á, thì mình nên ăn số lượng nó ít thôi. Còn những cái trái cây mà nó ít ngọt thì mình có thể ăn nhiều một chút xíu. Để cho nó đơn giản hơn thì ta có cái mô hình là cái mô hình cái Zimbabwe, tức là để mình ước lượng cái lượng trái cây mình ăn. Thì một ngày như vậy thì mình có thể ăn được 2 suất, một suất nó lớn cỡ tầm cái nắm bàn tay của mình. Phần tiếp theo tôi xin trình bày về những cái loại trái cây cụ thể cho bệnh nhân tiểu đường. Tôi lựa chọn những cái loại trái cây này vì những cái loại trái cây này rất là phổ biến, dễ mua và cũng rẻ tiền, do đó nó phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường rất là nhiều. Những cái thông tin này thì nó thay đổi khá là nhiều tùy theo cái tài liệu. Thì thông tin của tôi được lấy dựa trên tài liệu của cái Bộ Nông nghiệp Mỹ và số liệu của cái Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Để cho quý bà con, cô bác, anh chị dễ hình dung được cái số lượng trái cây mình ăn, thì quý cô bác, anh chị hãy so sánh với lại một cái dĩa như thế này. Cái dĩa này là một cái dĩa trung với cái đường kính là khoảng 20cm. Và quý vị cũng có thể so sánh với cái nắm bàn tay của tôi.
thì mình có thể hình dung được cái số lượng cụ thể và mình áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày. Cái trái cây đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là cái trái bưởi ha. Như đây là một cái trái bưởi dạng cũng vừa, thì nó khoảng ký 3. Thì quý vị thấy là coi như là mình có thể là coi như ăn khoảng tầm là 2 muỗng như thế này ha. Mình ăn khoảng 2 muỗng thế này là cái lượng nó vừa đủ. Xin chú ý nhắc lại một lần nữa đó, thì mình nên ăn nguyên cả cái muối bưởi ha. Mình nên ăn nguyên cả cái muối, mình không có nên là coi như mình ép cái bưởi mình lấy nước, như vậy là coi như nó không có tốt. Trái cây tiếp theo thì tôi xin giới thiệu đó là coi như là cái trái cam. Cái này là một cái, này là cái loại cam cũng vừa, tương đối là lớn. Thì loại này thì 1 kg thì khoảng 3 trái. Thì mình nên ăn như vậy, thì mình ăn nên khoảng một lần ăn thì mình ăn khoảng nửa trái như thế này là cái lượng vừa đủ. Tương tự như vậy, nếu mà quýt thì những cái trái vừa phải thì quý vị có thể ăn khoảng 1 trái, thì như vậy là vừa phải. Cái trái cây tiếp theo mà tôi xin giới thiệu đó là trái táo ha. Thì cái trái táo này là loại lớn, khoảng 3 trái 1 kg. Thì những cái trái táo loại lớn này thì mình có thể ăn khoảng tầm nửa trái như thế này đó. Mình có thể là so sánh với lại cái dĩa ha, hoặc là so sánh với lại cái nắm đấm của quý vị và các bạn, thì mình thấy là cái lượng nó tương đương với một nắm đấm là vừa đủ. Chú ý là những cái táo này thì nếu mà mình mua cái loại sạch mà có thể ăn được vỏ đó, thì mình nên ăn cái vỏ luôn thì nó sẽ tốt hơn, vì nó sẽ cung cấp cái chất xơ cho mình rất là tốt cho cái người tiểu đường. Tiếp theo là mình giới thiệu về cái trái lê. Thì cái trái lê này thì loại này loại vừa, khoảng 4 trái 1 kg. Thì mình có thể ăn là một lần là khoảng tầm nửa trái như thế này. Đấy, mình so sánh. Dạ, thì như vậy là cũng là phù hợp cho một cái suất ăn cho người tiểu đường. Hoặc là những cái trái ổi như thế này, này là cái loại ổi nhỏ, thì khoảng 5 trái 1 kg. Thì mình có thể ăn một lần thì mình ăn khoảng tầm từ nửa trái, hoặc là coi như là 3/4 trái. Thì như vậy là nó cũng phù hợp cho cái bệnh nhân tiểu đường. Trái cây tiếp theo tôi xin trình bày đó là cái trái bơ ha. Đây là loại lớn, một trái như vậy là tới 8 lạng. Thì với cái loại lớn thế này thì mỗi cái suất ăn của mình thì mình dùng chừng khoảng 1/4 thôi, khoảng 1/4 thôi là vừa đủ. Nếu mà mình dùng nhiều quá thì nó dư. Thì tôi xin nhắc lại thì coi như là mình nên ăn trái cây là giả sử như bơ này, mình sắc miếng mình ăn thôi, mình đừng có làm sinh tố, mình đừng có bỏ thêm đường nữa vô đó. Thì như vậy thì coi như nó cũng sẽ làm tăng đường. Ăn bơ nguyên này thôi là tốt. Trái cây tiếp theo thì mình xin giới thiệu về trái chuối ha. Trái chuối sứ thế này thì một cái trái chuối sứ này thì khoảng tầm 100 gram, thì như vậy là nó phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Thì mình nên ăn thì mình ăn lúc nó vừa chín tới, đừng có để mà nó chín quá. Nếu mà chín quá thì mình thấy rõ ràng là nó ngọt nhiều hơn, thì do đó thì làm tăng đường nhiều hơn. Thành ra mình khi mình ăn nó vừa chín tới thôi, thì lúc đó lượng đường nó vừa phải thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân tiểu đường. Cái trái cây tiếp theo mình xin trình bày đó là cái trái thanh long. Thì này là cái loại cũng tương đối là lớn thì cái một trái thế này là 600 gram. Thì với cái trái lớn này thì mỗi lần thì mình nên ăn chừng khoảng tầm 1/4 trái thôi. Còn nếu mà cái trái nó nhỏ hơn thì mình có thể là ăn khoảng nửa trái, tùy. Trái lớn thì mình ăn khoảng 1/4 trái là vừa đủ. Tiếp theo nữa là coi như là mình giới thiệu về cái trái dừa. Thì trong cái quá trình điều trị một số bệnh nhân nghĩ rằng là uống nước dừa thì nó rất là tốt cho nó mát trong người, tại vì uống thuốc tây nó nóng, do đó thì mình uống nước dừa cho nó mát, và nghĩ rằng là uống nước dừa thì nó không có làm tăng đường huyết. Tuy nhiên là một cái trái dừa như thế này thì nó chứa khoảng 25 gram đường, do đó thì hiển nhiên là khi mà mình uống vô thì nó sẽ làm tăng cái đường huyết của mình lên. Một cái số trái cây nó tăng cái đường nhiều thì mình cũng nên hạn chế, giống như hồi nãy tôi đã trình bày. Thì trong đó ví dụ như là cái chôm chôm chẳng hạn, thì giả sử như những cái trái chôm chôm này nó cũng khá là ngọt, do đó thì mình ăn một phần chỉ khoảng tầm 4 trái này thôi, 3-4 trái là đã đủ rồi. Nếu ăn nhiều quá thì rất là dễ làm tăng đường. Những cái trái cây mà nó ngọt quá đó thì mình nên ăn vừa phải thôi. Ví dụ như vải thì mình ăn khoảng tầm 3-4 trái thôi, hoặc là nhãn lồng mình cũng nên ăn chừng khoảng 3-4 trái thôi, hoặc là xoài mình nên ăn một má thôi. Và mình chú ý là mình nên ăn cái xoài mà nó đừng có chín quá. Nếu mà xoài mà chín quá thì nó ngọt, nó làm tăng cái đường rất là nhanh. Hoặc là coi như là sầu riêng thì mình ăn một lần là ăn khoảng nửa muối thôi. Nếu mình thèm quá thì mình ăn mà ăn nửa muối thôi nha. Nếu mình ăn nhiều quá thì hiển nhiên nó làm tăng cái đường mình rất là nhiều. Vừa rồi thì tôi đã trình bày xong về một số loại trái cây mà quý cô bác anh chị có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì mỗi người
nó có khả năng hấp thu khác nhau. Do đó thì ăn bao nhiêu thì nó phù hợp với mình, thì mình cũng phải thử thì mình mới biết được. Bằng cách là mình đo cái đường huyết trước ăn và mình đo cái đường huyết sau ăn. Nếu cái đường huyết sau ăn nó bé hơn một bằng 180mg trên decilit á, thì như vậy mình ăn với cái lượng như vậy là vừa đủ và phù hợp với bản thân mình. Như vậy là tôi đã trình bày xong với quý cô bác anh chị về cái vấn đề mà sử dụng trái cây cho bệnh nhân tiểu đường. Hy vọng với những cái thông tin vừa trao đổi thì quý cô bác anh chị có thể sử dụng trái cây hợp lý và sống vui, sống khỏe với bệnh tiểu đường. Hy vọng nội dung clip vừa rồi dễ nghe, dễ hiểu và có thể áp dụng được cho cái đời sống hàng ngày của quý cô bác anh chị. Nếu quý cô bác anh chị có thắc mắc liên quan tới cái bệnh tiểu đường, xin để lại câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Tôi sẽ cố gắng làm những clip tiếp theo để trả lời thắc mắc của cô bác và anh chị. Nếu quý cô bác và anh chị thấy clip hay, xin hãy nhấn nút like và share để kiến thức được lan tỏa, để nhiều người biết đến kênh và chăm sóc bệnh nhân tiểu đường tốt hơn. Hãy đăng ký kênh để nhận được những clip mới nhất của chúng tôi về vấn đề chăm sóc bệnh nhân tiểu đường. Xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.